Anh nói cũng đúng. Tình cảm của anh dành cho chị Quân sâu đậm như vậy, đâu thể nào quên một sớm một chiều được. Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Chị Quân thật là hạnh phúc khi quen được anh. Nếu như chị biết sau khi chị mất đi mà anh vẫn dành nhiều tình cảm cho chị như vậy, chắc chắn chị ấy rất xúc động. Dù sao anh cũng mong thời gian quay ngược để có thể cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng mà bây giờ Quân đã không còn nữa. Anh Hùng, em chấp nhận sẽ cho anh thời gian để cho anh chắc chắn về chuyện tình cảm của mình. Em không muốn anh ngộ nhận tình cảm với em chỉ vì em giống chị Quân. Anh hiểu. Anh cũng cần thời gian để xác định tình cảm của mình. Thư à, anh không muốn mình quá vội vàng để rồi sau này cả hai phải hối hận. Em có thể hỏi anh một câu được không? Em hỏi đi. Thật sự thì tình cảm anh dành cho em có chút nào là thật không? Có. Thật sự thì ngoài tình cảm anh dành cho Quân, anh cũng có tình cảm dành cho em. Em hãy tin điều đó là sự thật. Em tin. Nhưng em còn phải trở về nhà nữa. Trong khi anh phải ở lại đây, anh còn có mẹ và em trai. Thư. Cậu đến khi nào vậy? Cũng vừa mới tới thôi. Có lẽ tôi đã làm phiền hai người hả? Không đâu, cậu hiểu lầm rồi. Thôi, hai người nói chuyện với nhau đi. Tôi trở về nhà trước dọn dẹp. Anh đi. Anh không hiểu hay là cố tình không hiểu. Đáng lẽ ra tôi và Thư rất hạnh phúc bên nhau. Nếu không có anh, chính anh xen vào và làm Thư chia tay với tôi. Có lẽ đã đến lúc trong chúng ta ai cũng trở về vị trí của người đó. Minh Thư, em xin lỗi. Thật sự ra anh không có quyền trách em khi em quen người khác, chỉ vì anh còn yêu em nên anh mới buồn như vậy thôi. Em biết, vì vậy nên mới xin lỗi vì đã làm tổn thương anh. Có lẽ ở nơi đây xảy ra quá nhiều biến cố khiến cho em phải mệt mỏi, và anh không ở bên cạnh em nên việc em sao lòng vì một người khác cũng là điều dễ hiểu. Chuyện không đơn giản là như vậy. Em và Hùng ở bên nhau không nhiều, nhưng đó là khoảng thời gian thử thách
Có những lúc giống như mình trở thành một ai khác, một cuộc đời khác. Giống như mình được sinh ra một lần nữa vậy. Vậy còn thời gian trước đó với anh thì sao? Chẳng lẽ chỉ là những phút sao lòng nhất thời thôi à? Em không biết. Em không thể giải thích chuyện của hai chúng ta. Thôi được rồi, anh không ép em trả lời bất cứ câu hỏi nào. Khi nào em hiểu rõ tình cảm của mình, em hãy nói cho anh biết. Ừ, cảm ơn anh. Hồi chiều gặp mà không có cơ hội để nói chuyện với anh. Tôi cũng vậy. Hôm nay khi xuống bến xe là tôi đi tìm gặp Minh Thư ngay. Tôi cứ nghĩ đến những rắc rối mà cô ấy phải đương đầu ở dưới này, tôi không sao chịu được. Tôi thấy tôi vô dụng quá. Đáng lẽ tôi phải ở bên cạnh cô ấy mới đúng. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh luôn bên cạnh cô ấy. Cô ấy không chỉ gặp rắc rối đơn thuần đâu. Tôi và cô ấy đã trải qua những chuyện tưởng chừng như không thể chịu nổi. Nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã trôi qua rồi. Thật sự thì Minh Thư là một cô gái kiên cường. Tôi muốn biết mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng mà thôi, có lẽ để cô ấy nói sẽ tốt hơn. Đúng vậy. Tôi rất mong là anh và Minh Thư sẽ quay trở lại với nhau. Chuyện hồi chiều anh thấy chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng tôi biết cô ấy không nghĩ như vậy. Anh và cô ấy đã trải qua rất nhiều thử thách. Cô ấy nói là cô ấy giống như trở thành một con người khác vậy. Vì vậy tôi muốn anh giúp cô ấy trở về là một Minh Thư trước đây. Tôi không muốn cô ấy ở trong thân phận của thư quân. Tôi thấy dường như anh đã có tình cảm với cô ấy đúng không? Nhưng mà anh yên tâm, tôi sẽ làm theo những gì mà anh nói. Khi mọi chuyện chưa rõ ràng, tôi sẽ không bỏ cuộc. Thôi, chào anh. Ông ngủ không được sao? Ừ, chưa ngủ được. Bà vẫn chưa ngủ sao? Hôm nay tự nhiên thấy khó ngủ quá. Bà nè. Ừ? Nếu như sau này tôi và bà phải tạm xa con Thủy Quân thì bà thấy sao? Tại sao phải tạm xa nó? Giống như nó đi học xa nhà chẳng hạn. Không có đi đâu hết. Từ lúc gia đình mình gả nó cho thằng Trình, biết bao nhiêu chuyện xảy ra. May mắn lắm con Quân mới trở về được. Bây giờ ông nói cho nó đi đâu là đi đâu, không học hành gì hết á. Con Quân nó đi, nhà mình vẫn còn con Trang mà.
Không. Vậy không lẽ bà cứ khư khư giữ như vậy suốt đời sao? Nó còn phải có chồng rồi theo chồng. Có lấy chồng thì cũng lấy chồng ở gần nhà. Con nó lớn rồi, nó có quyền quyết định của nó. Bà làm như vậy là ích kỷ lắm. Ông nói như vậy chẳng khác nào ông không thương con hả? Thương chứ. Nhưng có những việc không phải mình muốn là được đâu bà. Không biết nếu sau này chị trở về thân phận của chị thì sẽ sao nữa. Lúc đó em hãy sống tốt nha. Nhưng má thì sao? Má không có chịu nổi chị đi như vậy đâu. Chị cũng đang lo về chuyện đó. Nhưng mà đã đến lúc chị phải trở về rồi. Chắc mẹ chị ở trên Sài Gòn đang lo lắng lắm. Nhưng mà chị đi, em và ba má sẽ nhớ chị lắm. Chị cũng vậy. Chị nhớ em lắm. Chị sẽ viết thư và ghé thăm nhà mà. Chị luôn xem nơi này là gia đình thứ hai của mình. Chị không có cha ngay từ khi mới sinh ra, nên tình cảm của ba dành cho chị rất thiêng liêng. Tuy có đôi lúc ba hay áp đặt, nhưng mà chị cũng thấy thương ba vô cùng. Còn anh Thiện Hùng thì sao? Tình cảm của chị và anh ấy sẽ kết thúc hả? Chị cũng không biết gọi tên tình cảm của chị và anh ấy như thế nào nữa. Nhưng mà anh ấy lại cho rằng đó là sự nhầm lẫn. Em rất mong là hai người sẽ thành đôi. Vì bây giờ chuyện quần em đâu còn nữa đâu. Có những tình cảm không bao giờ kết thúc. Chị đã xem nhiều bộ phim, rất nhiều đôi nam nữ yêu nhau, dù gặp bao nhiêu trắc trở nhưng họ cứ yêu nhau mãi mãi. Bây giờ đến lượt chị phải trải qua tình cảm đó. Sao chị lại không tin vào tình cảm của anh Hùng? Em nghĩ chị nên đi tìm anh ấy để biết rõ tình cảm của mình. Chị cũng nghĩ vậy. Chị phải đi gặp anh ấy một lần nữa. Có lẽ con không thể nào rời xa Minh Thư được. Tình yêu của hai người đã gắn bó từ lâu. Nhưng tại sao Minh Thư lại thắc mắc về tình yêu của mình đối với Thì Quân? Hình như trong trái tim của Minh Thư phản phất tâm hồn của Thì Quân. Có lẽ nào mình cũng yêu Minh Thư. Chào cậu. Có chuyện gì vậy cô chủ? Tôi báo cho cậu biết á, nhà trọ của tôi có bán điểm tâm sáng, có nhu cầu cứ gọi nha. Cho họ món gì vậy cô? Món bánh canh Vĩnh Trung, đặc sản của An Giang. Đặc biệt nước súp chò heo thơm ngon. Mà còn bánh hả? Dẻo lắm. Dẻo bình dân nữa. Mới nghe là thấy hấp dẫn rồi đó. Đặc biệt á nha, còn bánh canh ở đây không có tròn đâu, mà nó dẹp.
Bột gạo tôi làm ra từ hạt gạo, thơm ngon thuần khiết, cắn vô nó thơm thơm đầu lưỡi. Ngon quá. À, vậy tôi sang ủng hộ cô. Chờ nha, tôi bưng vô tới luôn. Dạ. Alo. Khôi hả con? Dạ. Bác muốn nhờ con một chuyện. Con đưa bác xuống An Giang một chuyến. Bác muốn gặp con Thư. Không thể nào ngồi ở nhà chờ tin tức của nó được con à. Ờ, con đang ở An Giang nè bác. Ủa, đã ở An Giang rồi, con đi khi nào? Đã gặp Thư chưa? Dạ rồi, con gặp Thư hồi chiều hôm qua. À, Thư nó sao rồi con? Nó có khỏe không? Dạ Thư thì vẫn khỏe, bác đừng lo lắng quá. Sao lại còn chưa chịu về nữa chứ? Nó còn muốn tìm hiểu cái gì nữa đây? Dạ, có lẽ Thư còn nhiều việc cần phải giải quyết rồi mới về được bác à. Lại còn tìm hiểu gì nữa chứ? Không được, bác phải xuống dưới đó mới được. Con cứ về đón bác nghe, chính bác sẽ bắt nó về. Dạ. Có thể bác sẽ khuyên Thư trở về nhà được. Đúng rồi, bác phải xuống dưới đó và bác phải ép buộc nó trở về mới được. Dạ. Còn với cái đi như vậy chẳng cần biết mẹ mình ở nhà ra sao. Ba ơi, con nghĩ đã đến lúc phải cho má biết sự thật rồi. Con không thể nào ở đây hoài được. Ba không biết bà ấy có qua nỗi cú sốc này hay không. Nghe tin con Quân mất, chắc bà ấy sẽ gục ngã mất. Cứ giấu như vậy cũng không phải là cách hay. Hôm nay má đã thấy lạ khi mà ba con mình đi ra ngoài như vậy. Bà biết, cũng không thể giấu hoài bà ấy chuyện này. Nhưng bà không biết làm thế nào để nói với bà đây. Sẽ rất là khó, nhưng chỉ có cách đối diện, vượt qua được nỗi đau mới chữa lành mọi vết thương. Đây là mộ của cô gái ba sao? Ba xin lỗi cô gái. Con đã sống khổ là vì ba. Đến khi chết, con cũng chết ở một nơi cô đơn lạnh lẽo như thế này. Quân ơi, ba có lỗi với con nhiều lắm. Từ từ thôi bác. Không. Được rồi, cảm ơn anh. An Giang đây rồi. Đây là nơi đã chôn chặt quá nhiều quá khứ đau buồn. Ủa, nói vậy bác đã từng đến nơi này sao? Không phải từng đến, mà là từng sinh sống. Tại đây bác đã sanh con Thư. Ngót nghét cũng đã hơn 20 năm rồi. Đi thôi bác. À.
Dạ. Chào chị. Chào chị. Con chào bác. Mời chị ngồi. Dạ. Xin lỗi, chị với con đi tìm ai đây? Tôi đến tìm con của tôi. Nó tên là Minh Thư. Chị nói sao chứ? Chị có lầm không? Ở đây làm gì có ai là con gái của chị? Tôi không lầm. Dạ, mọi chuyện là như vậy. À, mà khoan đã, cho con hỏi có Minh Thư ở nhà không vậy bác? Minh Thư? Minh Thư là ai? Dạ, ý con là Thùy Quân đó bác. Chị à, thật ra tôi muốn nói cho chị biết sự thật. Và tôi nghĩ đây là điều đúng đắn nhất. Chị muốn nói sự thật gì? Tôi không hiểu. Cô gái đang ở trong nhà chị chính là Minh Thư, con gái của tôi. Thật ra con gái của chị đã mất rồi. Hả? Còn chuyện con gái của tôi tại sao lại giống con gái của chị? Con đâu? Dạ, chị đã qua nhà anh Hùng rồi. Má con đã biết chuyện này chưa? Mẹ biết rồi, đang làm ầm lên ở nhà đây nè. Ba, ba mau về giải quyết mọi chuyện đi. Đã đến lúc mọi chuyện kết thúc thật rồi. Không phải, tôi đã nói với bà là con tôi chưa chết. Bà là ai mà dám nói vậy hả? Tôi sẽ gọi công an đến để giải quyết. Mấy người đặt điều. Vậy thì chị cứ báo với công an đi. Tôi cũng đang muốn mọi chuyện được rõ ràng đây. Cô xin hai bác hãy bình tĩnh. Lát nữa Minh Thư về thì mọi chuyện sẽ rõ thôi à. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, con tôi không phải là Minh Thư. Nó tên Thùy Quân, cậu nghe rõ chưa? Bà, ông mau giải quyết giùm tôi cái chuyện này. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Ông giải quyết giùm tôi đi, mau lên. Cứ bình tĩnh đã. Mọi người ngồi xuống rồi từ từ nói có được không? Chuyện như vậy ông biểu tôi bình tĩnh làm sao được chứ? Ha? Thì Quân, con Minh Thư. Mẹ. Con. Hả? Cái gì? Vợ con. Vợ con. Bà, má. Bà. Má ơi, bà ơi, bà. Má. Bà ơi. Thùy Quân, anh nhớ rằng cứ mỗi lần chúng ta có chuyện vui hay buồn, chúng ta đều kể cho nhau nghe. Em biết đó. Minh Thư, em gái của em đã hỏi anh về tình cảm của anh dành cho cô ấy. Anh đã nhiều lần tự hỏi lòng mình, và anh hiểu tình yêu anh dành cho em rất sâu đậm. Anh không muốn làm khổ cô ấy như đã từng làm khổ em. Anh đã quyết định anh sẽ để cô ấy trở về là một Minh Thư
chứ không phải là Thùy Quân của anh. Em vẫn sống mãi trong tim anh, và sẽ không ai có thể thay thế hình bóng đó. Con tính làm gì ở đây? Bộ muốn làm con của người ta suốt hay sao? Mẹ, mẹ biết không phải là như vậy mà. Mẹ không biết gì hết, chỉ biết là con gái của mẹ tự ý bỏ học và bỏ đi một nơi thật là xa để làm gì chứ? Mẹ, mẹ biết ở đây mọi chuyện rất là rắc rối mà. Chẳng phải là mọi chuyện đã kết thúc rồi hay sao? Cô gái kia đã chết, và con phải quay trở về nhà ngay thôi. Mẹ có biết cô gái kia là ai không? Là ai? Con coi cô gái kia quan trọng hơn cả mẹ của mình hay sao? Đó chính là người chị song sinh của con. Người mẹ tưởng là đã chết, thật ra chị đã bị tráo đổi. Con nói sảng gì vậy? Đó là sự thật. Đó là chị của con. Mẹ không thấy lạ sao khi có một người con gái giống y hệt con như vậy? Mẹ không thể nào tin được chuyện này. Mẹ vẫn chưa nhìn thấy cô gái kia mà, làm sao mà biết được chính xác chứ? Ông Tứ sẽ kể cho mẹ nghe mọi chuyện đã tráo đổi con ngày xưa. Ông ấy sẽ nhận ra mẹ. Tôi biết giấu bà là không đúng, nhưng mà tôi sợ bà không vượt qua được cú sốc khi biết con Quân nó đã mất. Ông nói đi, ai giết con tôi à? Ông nói đi. Không ai giết nó hết. Ngay ngày đám cưới nó đã bỏ trốn và biệt tích luôn. Bà cũng biết mà. Và sau đó con Quân nó đã chết. Nhưng tại sao con tôi lại chết? Nó chết ở đâu? Tôi cũng không biết. Có lẽ là nó bị tai nạn. Nhưng tại sao sau đó lại xuất hiện một cô gái giống y như nó? Nó chỉ là một cô gái giống con của mình thôi. Bà không nhớ sao? Ngay từ đầu cô gái đó đã khẳng định nó không phải là con Thùy Quân, nhưng mà bà không chịu tin. Nhưng sao tự nhiên sau này lại nhận là Thùy Quân hả? Vì cô gái đó muốn trốn thoát, không muốn bị nhốt nữa. Trời ơi, sao con gái của tôi lại khổ như vậy? Thùy Quân ơi, tội nghiệp con tôi. Tôi cũng vậy. Mình là cha là mẹ mà đối xử với con tệ quá. Tại sao lúc đó tôi không chịu nghe con mình nói, để hiểu được tất cả những gì mà nó mong muốn? Trời ơi, tôi đã giết con rồi. Chỉ vì sự hà khắc của tôi mà tôi đã giết chết con mình rồi bà ơi.
Tôi đã từng nhìn thấy chị qua ô cửa sổ, ôm đứa con còn lại của mình khóc nấc. Con ơi, mẹ mong chờ tới ngày gặp được mặt hai con thân yêu của mẹ. Vậy mà bây giờ một đứa đã bỏ mẹ mà đi rồi. Sao bỏ mẹ vậy hả con? Con ơi, con ơi. Tôi xin lỗi chị. Anh có biết bao nhiêu năm trời đấy, tôi cứ nằm mơ tới một cô gái đi tìm mình. Cô gái ấy giống hệt như là con Thư vậy đó. Nhưng tôi không ngờ nó là con Quân, con của tôi. Tôi có lỗi với con mình nhiều quá. Số phận thật oan nghiệt. Tại sao lúc đó tôi quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân của mình. Còn tôi sao lại trốn tránh quá khứ như vậy? Lẽ ra khi nằm mộng tôi phải đi tìm hiểu tất cả mọi sự thật. Có lẽ giờ đây con của tôi nó trách tôi nhiều lắm. Xin chị cứ trách tôi, lỗi là do tôi. Bây giờ vợ tôi đang rất đau khổ vì cái chết của con gái mình. Bà ấy không thể biết thêm chuyện con Quân không phải là con gái ruột của bà ấy. Tôi hận anh lắm. Nhưng lúc này tôi hiểu được tâm trạng của vợ anh. Vì tôi cũng là một người mẹ như chị ấy. Tôi hiểu cảm giác mất con đau đớn ra sao mà. Nhưng chẳng lẽ anh bắt buộc một người mẹ không được nhận con của mình trong suốt 20 năm qua, bây giờ phải từ bỏ đứa con của mình một lần nữa hay sao? Không lẽ chị định... Phải, tôi sẽ hỏa táng con của mình rồi đưa hài cốt về Sài Gòn. Không, Thùy Quân tuy là con của chị nhưng nó đã thuộc về nơi này. Chị không thể mang nó đi đâu được. Sao? Anh tính để con tôi theo gia đình anh suốt như vậy hay sao? Anh tính để nó cô đơn quạnh quẽ như vậy hay sao? Không phải như chị nghĩ đâu. Tôi cũng vừa mới biết mộ của con Quân ở đây. Chính con gái của chị, nó dẫn tôi ra đây. Tôi nhất định sẽ mang hài cốt của nó về nhà, xin cho nó một ngôi mộ đẹp trong vườn hoa mà nó yêu thích. Ích kỷ, anh quá ích kỷ. Sao có thể ngăn cách mẹ con tôi một lần nữa chứ? Sao có thể làm như vậy được chứ? Tôi không ngăn cách, mà tôi van xin chị. Tất cả là do số phận. Chị có thể trách tôi, thậm chí oán hận tôi, nhưng chị không thể nào thay đổi được số phận. Không thể oán trách được số phận đã ngăn cách chị và con gái. Sau này không có chị em sẽ như thế nào nữa? Chắc em sẽ buồn lắm. Kết thúc nghĩa là sẽ mở ra một khởi đầu mới. Tốt đẹp hơn hay tồi tệ hơn là do chúng ta hành động và lựa chọn.
Chị mong em hãy sống vui vẻ. Có như vậy chị Quân nơi suối vàng mới an tâm hơn. Em hãy thay chị ấy chăm sóc ba má nha. Chắc chắn em sẽ giúp chị chăm sóc ba má. Và chị Quân, chị sẽ hãnh diện vì em. Tốt lắm. Chị tin là em sẽ làm được mà. Chưa ngủ phải không? Có chuyện gì vậy ông? Sáng mai chị Thư về Sài Gòn rồi. Anh có ra tiễn chị ấy không? Nếu là em thì em sẽ đi. Dù gì thì cũng là bạn mà. Anh hãy ra tiễn chị ấy đi. Ừ, anh hai biết rồi. Sao chuyện tình cảm của người lớn lại buồn quá đi. Thư. Anh Hùng. Bác điên à? Em cứ nói chuyện với anh Hùng đi. Anh và bác lên xe chờ. Mẹ chờ con chút nha. Chia tay lần này không biết khi nào mới gặp lại em. Em nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau nếu như chúng ta muốn. Chỉ có điều là lúc đó mỗi người đã có một cuộc sống riêng. Anh cũng nghĩ vậy. Đó là chuyện của tương lai.